A Khôi Nghiêm Hoàng Diệm Anh bị nhầm là thí sinh khi đi chấm thi nhan sắc. Mới đây A Khôi Nghiêm Hoàng Diệm Anh đảm nhiệm vai trò giám khảo cuộc thi Hoa Khôi Đại học Tài chính Ngân hàng 2023. Nghiêm Hoàng Diệm Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội. Người đẹp sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng và tinh tế. Cô từng đạt nhiều danh hiệu như A Khôi Hoa Khôi Tài sắc Việt Nam 2019, giải khuyến khích cuộc thi nữ sinh Việt Nam 2013. Top 15 gương mặt thương hiệu. Sau khi trở thành A Khôi, Diệm Anh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Người đẹp cũng rất đắt sâu làm giám khảo của các cuộc thi nhan sắc. Mới đây cô nàng đảm nhiệm vai trò giám khảo cuộc thi Hoa Khôi Đại học Tài chính Ngân hàng 2023. Nàng A Khôi cho biết, cô nhận được nhiều niềm vui và những điều thú vị trong mỗi lần cầm cân nảy mực ở các cuộc thi nhan sắc. Nhưng điều thú vị là cô nàng lại thường xuyên bị nhầm là thí sinh vì sở hữu ngoại hình trẻ trung, thu hút. Cách đây 2 năm khi tôi đến một trường cao đẳng để làm giám khảo chấm thi nhan sắc, tôi đã bị nhầm là sinh viên của trường. Còn với những cuộc thi gần đây, tôi hay bị nhầm là thí sinh. Người đẹp chia sẻ, bản thân từng là thí sinh của một số cuộc thi nhan sắc nên cô hiểu sân chơi này có giá trị tích cực với nhiều người. Các cuộc thi nhan sắc đều có nhiều hoạt động giúp các bạn trẻ có thêm sân chơi để trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, trau dồi các kỹ năng như giao tiếp, trình diễn sân khấu, sự tự tin mạnh dạn trước đám đông, học hỏi thêm kiến thức xã hội. Ngoài ra các người đẹp có danh hiệu cũng dễ dàng lan tỏa những thông điệp tích cực, hỗ trợ cho cộng đồng. Tuy vậy, Nghiêm Hoàng Diệm Anh cho rằng sự nỗ lực của từng người đẹp trong việc hoàn thiện bản thân mình và đóng góp cho xã hội mới là điều quan trọng nhất. Nàng A Khôi chia sẻ, thông qua những đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội, công chúng sẽ ghi nhớ và trân trọng người đẹp cùng danh hiệu của họ. Vì thế, mỗi người sẽ có con đường tỏa sáng theo cách riêng của họ, chứ bản thân danh hiệu không phải là chứng nhận cho sự thành công hay nổi tiếng. Vậy nên trên cương vị giám khảo, mỗi khi nhận lời chấm thi nhan sắc, Nghiêm Hoàng Diễm Anh thường chuẩn bị rất kỹ để có thể đánh giá thí sinh một cách công tâm nhất.